Rồi, hãy xin chào bạn, mình là Tròn ha. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 2 tháng 7 năm 2023. Đây là cái lô cá mình mới vừa về sáng ngày hôm nay. Đây là lô cá coi sắc màu kích thước 15cm, 40 tờ vé số cho 1kg. 1kg sẽ được từ 15 cho đến 20 con. Nếu như các bạn cần ký nha, còn nếu các bạn muốn lựa từng con, các bạn tới trực tiếp bên mình lựa thì sẽ là 4 tờ vé số cho 1 con. Và cá này nuôi nó sẽ lớn bình thường nha các bạn, nó sẽ đạt kích thước từ 70 đến 80cm tùy vào cái hồ và cái điều kiện nuôi của các bạn. Sẵn clip này mình trả lời câu hỏi của một bạn hỏi mình là cá này không có oxy nó sống được không ha. Thì dòng cá coi này nó rất là cần oxy và nó cần một cái hệ lọc nước tương đối là ok, tương đối tốt để cho nước trong con cá nó mới khỏe, nước sạch con cá nó mới đẹp được các bạn. Hồ các bạn thì phải đáp ứng được hai tiêu chí cơ bản nhất, đó là một cái máy sủi oxy và một cái máy bơm lọc nước, bơm từ trên xuống, nước nó chảy dao động liên tục thì nó sẽ tạo ra nguồn oxy cho con cá nha. Thiếu một trong hai thì nó không có đảm bảo được cái độ khỏe cũng giống như là cái sức sống cho con cá được nha các bạn. Rồi, bạn nào yêu thích cái dòng cá coi sắc màu này bên mình thì cứ liên hệ với mình theo góc bên tay phải avatar của mình, hình đại diện của mình có số nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại.